Chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình nhé. Thì hôm nay mình đưa các bạn đi thưởng thức một trong những món ăn đặc sản ở Lạng Sơn mà được khách du lịch rất là thích khi đến với Lạng Sơn và thưởng thức, đó là món phở vịt quay. Và hôm nay là một điều khá là đặc biệt, ở trên mình có một cái hội rất là to nên là khách du lịch, các bạn nhìn thấy không, xe này để kín hết hai bên đường rồi đấy, toàn các xe to thôi đấy. Chúng ta di chuyển vào phía trong đi đấy, bạn nhìn thấy không? Ở phía ngoài này, này hôm nay còn trị sắp cả bàn ra phía ngoài này, nhưng mà các khách đã ngồi gọi là full hết bàn ở đây rồi, nhìn thấy không? Đấy, đây là mới tầm sáng thôi nhá, có xe kìa, xếp hàng kín đấy, khu vực này các bạn ơi, dài tít xuống dưới kìa, thấy không? Hiểu chưa? Hôm nay gọi là quán quá đông luôn. Ôi ôi, cái tốp này đổ đến đây thì thôi gọi là lại phun tiếp thôi. Tầm này đang xếp hàng đây. Mình vừa mới đứng ở phía ngoài nhưng mà đông quá, mình phải chọn một cái chỗ nào đấy cao thì mình quay được. Khách còn đứng đợi đông lắm. Đây, khách lại đến đây. Vui rồi ôi. Đúng là hôm nay quán phở thì gọi là chật kín luôn. Đây các bạn nhìn thấy không? Đây mọi người đang đứng xếp hàng. Ở cái tầm đông khách như này thì các bạn phải đứng ở đây để gọi, sau đó chỉ cho thủ tiếng nhanh hơn. Còn hôm nay thì thật sự là quán ở đây phục vụ rất là nhanh, nhưng mà thật sự khách rất là đông nên là không thể nào đáp ứng kịp được. Cứ hết đoàn này đến đoàn kia, mà mỗi đoàn không phải ít đâu, mỗi đoàn phải ít thì phải 4-5 người. Đây chị này, chị cắt tự cắt luôn đây này. Thế mới nhanh chị nhỉ? Chị ở tỉnh nào đến đây đấy? À chị Hà Nội à? Chị lên Lạng Sơn lần nào chưa? Quê chị trên này. À quê chị trên này luôn à? Ồ thế là hôm nay về chơi hội đúng không? Về lần nào cũng phải ăn vịt quay. Thank you.
16 này.
4 bát đấy nhỉ? Các bạn nhá, mà đông quá. Bắp đầy quá nhờ. Các bạn làm bát phở vịt buổi sáng này, hôm nay khách ở đây đông quá. Bây giờ mới ăn được. Một bát đầy đặn thịt vịt. Hôm nay thì quán thật sự với các bạn là đông còn hơn cả bến xe luôn. Khách ở trong, ở ngoài này, xong đó ở trong cũng kín hết. Khách đợi này. Đấy, các bạn nào chưa từng thưởng thức quán phở vịt quay hay món vịt quay ở Lạng Sơn thì lên Lạng Sơn thì nhớ ghé và thưởng thức một lần nhá. Video mình chia sẻ đến kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở video khác nhé.